Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tôi Yêu Trà. Ở những video trước, Tôi Yêu Trà đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều các loại thảo mộc khác nhau. Mỗi loại thảo mộc lại có các công dụng như là giữ ấm, tăng sức đề kháng hay giảm các triệu chứng cảm cúm, vân vân. Trong video này, Tôi Yêu Trà sẽ giới thiệu với các bạn cách pha trà hoa hồng bạch cúc để giúp các bạn thư giãn và giải tỏa căng thẳng nhé. Để pha trà bạch cúc hoa hồng thư giãn, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên, đó chính là trà hoa bạch cúc. Bạch cúc được biết đến là một trong những loại trà an thần tốt nhất hiện nay. Bạch cúc của Tôi Yêu Trà được lựa chọn là loại bạch cúc có những cái cánh hoa rất là đều và bên cạnh đó hoa không bị nát. Có hương vị đặc trưng của bạch cúc, đó là hương vị đậm hơn so với các loại cúc thông thường như là cúc chi hay là cúc nụ. Thứ hai, đó là các bạn hãy lựa chọn một ít hoa hồng. Hoa hồng hôm nay chúng mình lựa chọn đó là hoa hồng Pháp của Tôi Yêu Trà. Vì sao chúng mình lại lựa chọn hoa hồng Pháp thay vì hoa hồng Đà Lạt? Các bạn biết đấy, bạch cúc có mùi khá đậm, cho nên cái việc hoa hồng Pháp cũng có cái hương khá là mạnh, sẽ không bị át bởi hoa bạch cúc. Ngoài ra, các bạn cũng có thể chuẩn bị thêm một số thảo mộc để giúp loại trà này thơm ngon hơn. Đó chính là kỷ tử. Kỷ tử của Tôi Yêu Trà là loại kỷ tử hạt to và có cùi rất là dày, vị chua nhẹ. Để trà thảo mộc có cái vị ngọt ngào hơn, các bạn hãy lựa chọn một ít, chuẩn bị một ít trà cỏ ngọt các bạn nhé. Trà cỏ ngọt có một cái vị ngọt rất là thanh và nhẹ, thậm chí cái nồng độ ngọt của nó còn cao hơn cả đường thông thường. Nhưng không vì thế mà người ta không sử dụng nó, đơn giản bởi vì cỏ ngọt không béo và không calo. Chính vì thế, cỏ ngọt cũng là một sự lựa chọn rất là thích hợp cho loại trà này. Nếu không có cỏ ngọt, các bạn có thể thay thế bằng mật ong hoặc là đường nâu các bạn nhé. Để pha trà hoa bạch cúc hoa hồng thư giãn thì chúng mình đã chuẩn bị một ấm pha trà bằng thủy tinh như thế này. Và ấm pha trà thủy tinh có lõi lọc các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ dùng khoảng 2g hoa cúc trắng. Các bạn chỉ dùng khoảng 2g thôi nhé, không cần nhiều quá đâu. Nếu mà các bạn pha nhiều quá thì các bạn sẽ phải pha thêm nước, nếu không thì trà của các bạn sẽ hơi nồng đấy. Mình cũng sẽ dùng khoảng 2g hoa hồng các bạn nhé. Các bạn cũng có thể dùng ít hoa hồng hơn, nhưng mà không nên dùng quá nhiều hoa hồng. Nếu mà dùng quá nhiều hoa hồng, giống như là nhiều lần chúng mình đã nói với các bạn đấy, thì sẽ dẫn đến cái việc là dư thừa vitamin C và cũng không tốt cho cơ thể đâu. Với kỷ tử thì mình cũng dùng khoảng 2g kỷ tử nhé. Vì kỷ tử của Tôi Yêu Trà, cái cùi của nó khá là dày, cho nên 2g thì các bạn cũng chỉ cần như thế này thôi là được rồi, cũng không nhiều đâu. Riêng với cỏ ngọt thì các bạn không nên dùng quá nhiều. Với lượng trà khoảng tầm 500ml thì các bạn chỉ dùng khoảng tầm 2 đến 3 lá cỏ ngọt thôi. Còn nếu mà các bạn muốn ngọt hơn nữa thì hãy dùng thêm khoảng 1-2 lá nữa thôi là được rồi. Không nên dùng nhiều quá, tại vì cái cỏ ngọt nó rất ngọt. Tuy nhiên cái vị ngọt của nó thì rất là dễ chịu chứ không phải là ngọt lợ đâu các bạn ạ. Và Tôi Yêu Trà sẽ dùng khoảng tầm 2 đến 3 lá trà cho cái tách trà lần này thôi các bạn nhé. Chúng mình chỉ dùng 2 đến 3 lá trà thôi. Đây các bạn nhìn đây. Đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ tráng trà trước nhé. Chúng mình sẽ tráng trà trong vòng khoảng tầm 3 cho đến 5 giây thôi các bạn nhé. Mục đích của việc tráng trà đó là các bạn sẽ đánh thức trà các bạn ạ. Bên cạnh đó thì cái nước trà, ở cái nước trà sử dụng lần thứ 2 trở đi, bao giờ nó cũng sẽ là thơm ngon hơn so với cái nước tráng đầu tiên. Chúng mình sẽ tiếp thêm nước sôi. Các bạn lưu ý, nước sôi các bạn sử dụng cho trà thảo mộc chỉ rơi vào khoảng tầm 90 độ thôi các bạn nhé. Chúng mình sẽ pha khoảng 500ml nước. Với trà bạch cúc hoa hồng dùng để thư giãn thế này thì các bạn sẽ ủ trà trong vòng khoảng tầm 3 cho đến 5 phút thôi là được nhé. Các bạn không nên ủ lâu quá. Ủ lâu quá thì trà hoa cúc và hoa hồng sẽ bị nồng đấy. Chúng mình cùng đợi một chút nhé. Sau 3 đến 5 phút thì chúng ta hãy cùng xem thành quả như thế nào nhé. Các bạn thấy không? Khi pha trà thảo mộc vào một bình thủy tinh như thế này thì các bạn có thể thấy rất rõ nước trà. Những bông hoa trà nở ra rất là đẹp nữa. Các bạn hãy quan sát này. Thấy không? Hoa bạch cúc nở ra rất là to này. Ở trên này mình cũng có thể nhìn thấy một số cái nụ hồng cũng đã phai bớt màu đi rồi. Kỷ tử cũng đã nở ra khá là to.
chúng ta sẽ cùng xem hương trà như thế nào nhé. Khi mà mình mở cái nắp ấm pha trà ra ấy, thì cái hương trà đã quyện lên rất là rõ rệt. Các bạn hoàn toàn có thể phân biệt được cái hương bạch cúc và hoa hồng trộn vào với nhau, và thậm chí ngửi được cả hương cỏ ngọt nữa, mà không bị một cái mùi hương nào lấn át mùi hương nào cả. Còn vị của nó thì thế nào? Chúng ta sẽ cùng thử nhé. Quan sát một lần nữa thì nước trà có màu vàng rất là dễ chịu rồi. Hương thơm cũng rất đặc trưng như mình vừa nói. Và bây giờ cái vị của nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng thử nhé. Các bạn biết không, vị đầu tiên mà mình cảm nhận được đó chính là cái vị ngọt, nhẹ và thanh của loại trà này. Cái vị này các bạn hoàn toàn có thể phân biệt được trong cổ họng của các bạn, đó là vị của hoa cúc, hoa hồng và hương của cả cỏ ngọt nữa. Tuy cái vị các bạn có thể phân biệt được là tách rời ra nhau, nhưng chúng cũng hòa quyện vào nhau tạo thành một hương thơm rất dễ chịu và thư giãn. Mình tin rằng đây chính là loại trà thư giãn rất là thích hợp để các bạn có thể dùng sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, có thể ngồi uống cùng bạn bè, gia đình và người thân. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Xin chào các bạn.